Một tí đi em, nú bí ẩn quá, bọn nó lại xin info anh mệt lắm. Cần nâng ngọc mềm đâu, bởi vì nó đang ở trong khoảng thuận lợi của em ấy. Em nói giọng tự nhiên đấy, hài và là vì thương anh em sai, tôi cho em xót cho em, xót cho em kiểu chữa lành thôi, hát trải nó ra, xót cho em kiểu tỉnh bơ chiu chiu dê gì dí cổ rồi, cho em xót cho em là vì thương hài và là vì thương anh em sai, tôi cho em xót cho em, cũng vì em quá yêu đôi chân đã buông lơi khi thấy anh buông xuôi, và giờ khi gió mưa đời anh đã biến tan em nhận lại đau khổ vô vàn, anh biết ơn em nhưng không thể yêu nên gì. Cũng vì em quá yêu đuối, chẳng nỡ rút lui lui khi thấy anh buông xuôi xoay. Nó bị sớm quá vậy. Cũng vì em quá yêu đuối, chẳng nỡ rút lui khi thấy anh buông xuôi. Và giờ khi gió mưa giông của đời anh đã biến tan, em nhận lại câu phũ phàng. Chị chiều ơi, lại lần nữa perfect luôn nhé. Hát kiểu chữa lành thôi thì ôi cổ rồi, không phải gồng gánh kỹ thuật này kia. Và là vì thương anh em sai, tôi cho em xót cho em, đấy xót cho em là ngậm cái m vào đấy rồi kéo dài, với nó còn tặng bộ hai khách ở đấy nữa mà. Đó, hai là vì thương anh em sai, anh biết ơn em nhưng không thể yêu nên dừng.
biết ơn anh biết ơn em nhưng không thể yêu nên dừng tội cho em. Bởi vì nó chưa phải đoạn cuối em từng trải ra. Sau đấy nó còn một cái đoạn hai. Trước em đi mà không đến. Thế là nó phiêu ra, bôi ra. Hát cơ bản trước, an toàn trước, lại lần nữa. Hai, ba. Là vì thương anh em sai, đổi cho em, xót cho em. Cũng vì em quá yêu đôi trắng đã rút lui khi thấy anh buông xuôi. Và giờ khi gió mưa rồng của đời anh đã biến tan niềm nhớ lại câu phũ phàng. Anh biết ơn em nhưng không thể yêu nên.